見てみて。Cái màn hình nó có chiếc chớp 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 của Hồng Yến. Bây giờ chỉ có cách này thôi, nó không có truyền lên được cái TV. Kêu làm cái này nhưng mà để kêu xem coi như thế nào để cho nó đỡ có cái chớp chớp nữa ha. Ok, tụi mình học đỡ cái gì đi ha. Học đỡ cái gì đi. Ok, let's go. Okay, sẽ type nữa. Thấy được màn hình động động phải không? Nhưng mà coi cái chữ được không? Tại vì hai cái máy nó gần nhau, nó sẽ động động như vậy đó. Anyway, thôi mình try vậy đi. Chứ còn nếu mà không có nó truyền lên được cái TV đó, thì kêu cũng không biết để kêu sao. Thì bữa này kêu tìm hiểu như thế nào nha. Ok hả? Yeah, ok. Ok. Bây giờ nghe tiếng rõ không? Nghe tiếng có được không? Bạn thấy được chữ. Ok, good. Vậy nha. Tại vì cái áo sẽ thay với cái kia coi chứ. Để đâu đi ha? Để gần lại chút được không? Technology bị hay quá. Cảm ơn cái nha. Rất rõ hả? Ok. Tiếng rõ ha. Rồi thôi thì khỏi cần cái microphone này, thì kia phải thay với. Ok, vậy bây giờ mình bắt đầu nha, để make sure cái tiếng bây giờ nghe được không? Không có microphone. Hello Karen. Ok, let's start directly from here, ha. Ok, so if you... Karen, xin chào hết mọi người nha. Nếu mà các bạn mới thì... oh, sorry. That's my real name. My name is KL, okay? And then if you are new... This is my name and my email for you to turn in the homework. It will be nhatki.k@gmail.com. Okay. That's in my email. Thấy rõ cho kẻ biết ha. Okay, of course you need to be my friend. Alright, so you can join the class. Again, if you request friend with me, if you request to be my friend without telling me you want to join the class, okay, I am sorry, not able to accept you. Okay. Nếu mà các bạn bạn nào mới ok rõ ha. Cảm ơn Karen. Nếu bạn nào mới đó mà muốn request friend KL mà không có nói là mình học cái lớp này thì KL không có accept nha. Okay. Now quickly, lesson code will be KLWR2.7. Okay, đó là cái code của cái bài hôm nay. Nếu các bạn xem lại, okay. Okay, so homework review. Mình có 6 câu right? Cho các bạn một ngày một câu, okay. Câu thứ nhất, cô gái trong bộ áo đỏ là em gái của tôi. Bây giờ hai câu này là Kel nhận từ học trò. Thứ nhất là the girl in the clothes red, my little sister. Câu thứ hai của một bạn khác là the girl with a red dress is my baby sister. Okay, so that is two sentences that các bạn gửi vào cho Kel, okay? Bây giờ mình dịch nha. Cô gái trong bộ áo đỏ là chủ từ phải không? Cái này là chủ từ trong câu nè. Ok. Là. Phải không? Là động từ nè. Ok. Kéo chọn màu khác cho các bạn thấy ha. Là cho màu đỏ đi ha. Em gái tôi. Ok. Là
túc tự, đấy. Nhưng mà green, các bạn thấy rõ không? Thấy rõ cho Kheo biết nha. Sau bây giờ mình dịch, ok. Kheo thích làm cái này tại vì Kheo làm luôn với các bạn, còn cái kia thì Kheo không có làm được. Bây giờ cô gái là the girl, right? Let me change the different color so you see. Let's go black with this one. The girl, okay. Trong bộ áo đỏ, ok. Thì mình đã học noun phrase rồi ha. Noun phrase là danh từ, cụm danh từ rồi. Trong trong này cái danh từ chính là cái bộ áo ha. Bộ áo thì mình có thể là clothes, mình có thể là dress, mình có thể là shirt, ok. So let's go with red dress, ok. Nhưng mà trong là mình dùng với từ in, đấy. In a red shirt or get red dress, ok. Right. Đó là chủ từ mình đã xong. The girl in a red dress is, chủ động từ là is, động từ là is my little sister. Ok. Thì câu này cái eo nghĩ coi eo thấy bạn có chủ từ là the girl đúng rồi nè, phải không? In dùng với từ in là trong đúng rồi nè. Red clothes, ok. Chữ clothes này thì bạn đánh dần misspell. Okay. My little sister là bạn có cái túc từ nhưng chưa có động từ. Nó là động từ là is. Ok. Các bạn rõ nhớ cho cái eo tín hiệu nha. Ok, mình move next. Mặc dù cô ấy đói, cô ấy vẫn cho anh ta một ít đồ. Ok. Thì câu này mình khi eo nhận được even though hungry she gave him some food. Ok. Câu của mình sẽ dịch làm sao? Mặc dù cô ấy đói nó là một dependent clause, right? Mình học rồi, dependent clause mệnh đề phụ thuộc. Thì mặc dù mình dùng chữ on though or even though, that's okay, right? On those, cô ấy là she, right? Hungry là tính từ thì mình phải dùng cái gì? Động từ to be, right? She is hungry. Hungry, okay. Although she is hungry, khi mà mình đặt cái mệnh đề phụ ở trước á thì mình phải có dấu phẩy sau cái mệnh đề chính. Đấy. Cô ấy vẫn she gives, đấy, him, anh ấy một ít đồ. Okay, some food, okay. Some food or some of her food, okay. Okay. Nếu mình dục chữ mà các bạn gửi cho Kheo, quên là cái dùng chữ meal á, meal là một cái bữa ăn luôn đó. Còn some food một chút thôi. Okay. Các bạn rõ cho Kheo biết tín hiệu nha. Ok, câu kế. Bất kỳ họ quyết định điều gì, tôi cũng sẽ đồng ý. Ok, thì mình có they decide whatever my will agree. Đây là những cái câu Kheo nhận được từ các bạn. Although they decide anything, I will agree with them. Ok, bây giờ mình dịch câu này sao? Ok, mình dịch câu này ha. Bất kỳ điều gì. Bất kỳ điều gì thì mình start with whatever. Đấy. Whatever. Đấy. Họ, they decide. Or decide. Đấy. Whatever they decide. Mà sao? Whatever they decide. I will agree with them. Ok, các bạn rõ không? Whatever they decide, I will agree with them. Ok, đó là câu đó. Ok. Người đàn ông đột nhập vào nhà, con chó sủa anh ta. Ok.
Và nghe tiếng rõ, nghe thấy rõ thì cho Kheo biết nha. Bây giờ người đàn ông đột nhập vào nhà có màu đỏ là Kheo nhận được từ các bạn ha. When the man break into the house, the dog bark at him. Okay. So, khi người đàn ông đột nhập vào nhà là một mệnh đề phụ thuộc, phải không? Mình start with when. Hello, Lou. When. Người đàn ông, the man, break into, động từ là break into. Okay, break into, nhưng mà mình chia quá khứ. Ha? Mình chia quá khứ, broke into the house. Hello, Viễn. Okay, come on. The dog, nhớ ha, khi mà mình để cái mệnh đề, mình để cái mệnh đề phụ ở phía trước bằng những cái từ when, why, or those, thì trước khi mình bắt đầu mệnh đề chính á, mình phải có dấu phẩy nha, mình phải có dấu phẩy. The dog barked at him. Mình chia quá khứ nha, mình kể lại ha, mình chia quá khứ. Okay. Sao rõ không? Ok, next. Sau một ngày học ở trường kết thúc, những học sinh nam cưỡi xe đạp. Ok, thì Kheo nhận được câu này. After the one day in school, the male student rides bicycle. Ok, một câu khác. After school day, male student rides bicycle. Ok, so, sửa lại như thế nào? Cho con màu xanh đi. Ok. Thì sau một ngày học ở trường kết thúc, mình dùng chữ after. Okay. A school day. Kết thúc là động từ end. Okay. End it. Okay. Câu after school day, male student ride bicycle after school day. Bạn này thiếu cái động từ là end it. Right. Câu trên, after the one day end school, động từ nó phải nằm trước cái nhóm danh từ này. Ok. So after school day ended, các bạn có thể nói male student. Student. Các bạn có thể nói là the boys cũng được, right? Rode their bicycle. Ok. Dạ, có dấu phẩy ha. After a school day ended, male students or the boys rode their bicycle. Right. So next. Chúng bơi ở bãi biển cho đến khi mẹ chúng... để kêu tắt cái này đi. Delete cái này đi. Can I delete it? No. Okay, don't worry about it. Okay. Okay, chúng bơi ở bãi biển, câu này thì most các bạn làm đúng ha. They swam. Động từ là swim, right? Nhưng mà mình chia quá khứ là swam. Ở đâu? At the beach. They swam at the beach. Cho đến khi until. Bây giờ cái này vì cái eo không có dấu phẩy, vì cái eo để cái mệnh đề chính ở trước. Ok, mệnh đề phụ bắt đầu bằng until. Their mother called them. Ok. Ví dụ mình dùng their mother này là một người cũng được. Thì một người này thì có nhiều đứa con. Hoặc mình dùng their mother số nhiều là nhiều người mẹ cho nhiều đứa nhỏ. Ok, that's ok. They swam at the beach until their mothers called them. Ok. That's it, your homework. Okay, so good job. Alright, so hôm nay mình sẽ học bài mới là simple sentence and compound sentence. Okay, simple sentence thì dễ rồi, mình đã học rồi. Okay, where is it? Để kéo move cái này vào đây. Okay, a simple sentence is known as independent clause. Mình đã học rồi ha, independent clause. Independent clause là những mệnh đề nó độc lập, nó tự độc, nó đứng một mình được. Mình gọi là independent clause. Okay. Independent clause. Nó can stand alone. Okay. The simple sentence has at least a subject.
At least a subject. Nó phải có ít nhất một chủ từ and một động từ. Ok. Trong cái câu đó nhất định nó phải có một chủ từ và một động từ. Ok. Got it. It expresses a complete thought. Nó diễn tả một cái câu trọn vẹn, một cái ý nghĩa trọn vẹn trong câu. Ok, thì nó định nghĩa là một simple sentence. Các bạn hiểu không? Ok, bây giờ khi em cho một ví dụ của một simple sentence, các bạn dễ rồi ha. Ví dụ khi em nói I like English. Ok. Giờ cái em nói I like English. Ok. So cái em có chủ từ là I. Đấy. Chủ từ là I. Động từ là like. Ok. Oh, wait. Where you got going? Động từ là like. Ok. Động từ khi ở cho màu xanh đi ha. English. Ok. Vậy thì câu này là một simple sentence. Why? Bởi vì nó có chủ từ, nó có động từ. Ok. Và nó thể hiện, nó diễn tả một cái câu trọn vẹn. Tôi thích tiếng Anh. Ok. Ok. So simple sentence can have compound subject. Câu đơn giản có thể nó có compound subject. What is compound subject is? Ok, thì hôm nay mình sẽ học compound subject hay là compound sentence. Ok, compound subject có nghĩa là mình nói, mình dùng cái từ mình nói với nhau. Ví dụ Kel nói I like English and math chẳng hạn. Ok, I like English and math. Thì cái câu của mình nó sẽ dài ra một chút. Cái chữ and này nó nói and math này nó extend ra, right? Nó gọi là compound subject. Compound object. Compound object. Object. Tức là nó nói English và math hai cái. Nó dùng cái conjunction and. Okay. So let me put this one for you. Okay, remember that. And also they can have compound subject. Compound subject. So what that mean? Ví dụ compound subject nha. This one là compound object. Đấy. Right. Mình có hai cái object là English và math. Okay. English và math. Bây giờ compound subject là gì? Ví dụ mình nói my daughter and I, right, like English. Right. So my daughter and I, this is called compound subject. Là mình có hai chủ từ trong câu nói lại với nhau. Okay. Đây là compound subject. My daughter and I like English. Right. So các bạn hiểu ha, cái đó là simple sentence. Okay. Alright, so next, simple sentence can contain two or more main verbs as long as they refer to the same subject. Câu đơn giản nó có thể chứa hai hoặc là nhiều cái động từ chính trong câu. Okay. Với điều kiện là nó phải nói về cùng một chủ từ, nó nói về cùng một chủ từ. Ví dụ nha, ví dụ thì em nói my daughter and I like English and math, right? And study them every day. Okay. So cao các bạn thấy nó càng ngày càng dài không? Khi mà mình dùng cái ngữ pháp giờ thì nó càng dài. Okay, so two or more main verb trong câu. Bây giờ cái này là chủ từ nè. Okay. Cái này là subject. Okay. Cái này là động từ like. Mình có một động từ like. Right. Ok.
cái ao bỏ nó lên cho nó rõ cho các bạn ha. Một động từ là like. Đấy. Một động từ nữa là động từ gì? Study. Okay. Động từ nữa là study. Ok. Thì câu này nó là simple sentence. Nó chỉ là một câu mặc dù nó rất là dài ha. Thì mình có chủ từ là my daughter and I. Động từ là like. Và động từ nữa là study. Thì hai cái động từ này nó dùng cho chỉ có một. The same subject. Đấy, các bạn thấy không? The same subject. Cùng một chủ từ thì mình dùng nhiều cái động từ được. Ok. Ok, các bạn rõ không? Rõ không? Cho Kèo biết nhé. Ok, sau đó là cái cách mình đặt câu để mai mốt mình viết. Không? Chứ mình không có viết là oh, I like English thôi, thì nó cũng không hay. Mình đọc một cái câu dài như vậy, nhưng mà nó trúng ngữ pháp. Ok. Compound sentence. Ok, bây giờ mình qua compound sentence. Nãy mình dùng cái từ compound á. Compound nó có nghĩa là nối kết á. Compound sentence là mình nối kết hai câu với nhau. Ví dụ giờ Kèo cho câu này. Để Kèo xem câu này. Ở giờ Kèo cho câu này. Một, hai câu. Mr. David owns a restaurant. Là một câu nữa. He also sells fish. Giờ mình có hai câu. Mình viết như vậy cũng đúng, nhưng mà mình nói lại, mình dùng nó, mình nói lại thành một câu thì nó hay hơn. Đấy. So how can we do that? Okay. A compound sentence consists of two independent clauses. Một cái câu nói, câu ghép hả? Không biết tiếng Việt dịch là câu gì, câu ghép có đúng không? Yến nè, Yến giỏi tiếng giỏi dần, không biết. Kêu không biết dịch tiếng Việt nó là gì. Một compound sentence bao gồm hai independent clauses, hai mệnh đề độc lập. Okay. Joined by a coordinator. Nó được nói lại với nhau bằng cái coordinator. Coordinator là những cái từ mà mình nói với nhau. Thì những cái coordinator nó là cái gì? Đây là những cái từ coordinator. Ok. Ok, bỏ xuống. Ok, vậy cái compound sentence nó là... Nó bao gồm hai mệnh đề. Đấy, hai mệnh đề độc lập. Nó được nói với nhau bằng những từ này. For. Ok. Nó có nghĩa là because. And. Nó có nghĩa là showing additional information. Nor. Nó nghĩa là not either. Có nghĩa là cũng không. Ok. Mình biết rồi ha. Cái này for là bởi vì. And có nghĩa là và. Nor cũng không. Hơi nữa mình sẽ vô thí dụ thì mình sẽ hiểu. But là nó show cái contrast là đối nghịch lại. Có nghĩa là nhưng. Or choice. Or là choice là cái sự chọn lựa của mình. Yet again nó cũng show một cái nghịch lại, ngược lại, contrast. Và chữ so là as a result of. Kết quả là bây giờ nếu mà mình lấy những cái từ này F, A, N, but, or, O, Y, S thì nó sẽ từ là fanboys. Okay, fanboy để cho mình dễ hiểu hơn thôi, để dễ nhớ thôi. Okay. Thì khi các bạn muốn nói hai cái mệnh đề độc lập với nhau thì make sure các bạn dùng những cái từ này để nói. Ok, để nói lại. Vì bây giờ mình vô cái câu này. Bây giờ cái màn hình nó hết rung rồi ha. Ok. Mr. David owns the restaurant. He also sells fish. Bây giờ Kèo muốn nói hai cái câu này thành một cái compound sentence. Thì Kèo nói sao, các bạn làm cho Kèo đi. Các bạn làm cho Kèo thử coi. Dùng những cái list này. Những cái list này để nói. Dành những cái từ, một trong những cái từ này. Dĩ nhiên mình sẽ chọn cái từ nào nó trúng nghĩa ha. Để Kèo mưu lên chút cho các bạn thấy. Ok, bạn nào nói hai cái câu này dùng cái coordinator for and nor but or yet so để nói lại cho Kèo. Send qua cho Kèo. Mr. David owns a restaurant. He also sells fish. And, ok. And, phải không? Viễn dùng chữ and. Ok, mình sẽ nói nè. Mr. Hold on. Come on.
Mr. David. All là good job em Văn. All là mình sở hữu á, mình có đó, cái như là mình làm chủ đó, mình sở hữu một cái restaurant, a restaurant. Ok. Comma. À, các bạn nhớ nha, cái này quan trọng nha. Comma. Phải có cái comma. Ok. Comma. Right. And ok, so mình có comma xong rồi cái coordinator. He and that we don't need this one no more. He also sell fish. Vậy thì mình trở thành một câu. Yến đúng rồi, nhưng Yến nhớ có cái dấu phẩy nha. Yến nhớ có cái dấu phẩy and. Ok, đó là cái lỗi mình thường gặp nha. Mình thường gặp. Thì hôm nay, that's why hôm nay mình học để mà các bạn dùng cái này rất là nhiều. Đấy, nhưng các bạn thiếu cái dấu phẩy ở giữa. Ok, Mr. Davis owns a restaurant comma and he also sells fish. Yến có rõ không? Ok, so đó là một cách để mà mình nói hai câu lại với nhau dùng cái coordinator. Ok, so remember the two sentences, mà hai cái câu mà mình nói nó phải relate là nó phải liên hệ với nhau, nó phải liên hệ với nhau mình mới nói được. Hai cái ý mà nó khác nhau mình không có nói được. Ví dụ nha. Ví dụ tại sao đây? Ok. Ví dụ KL cho các bạn thấy cái bằng hành rõ ha. Ok. Ví dụ KL nói như thế nào, cho KL một cái ví dụ đi. Hai cái ví dụ mà nó phải ví dụ KL nó Mrs. Strickland. Ok. Is a doctor. Một mệnh đề. KL có một mệnh đề. Mrs. Strickland is a doctor. But. Comma but. Right. But. Ok. I see. But. I have a new car. Các bạn nghĩ câu này mình nói lại có đúng không? Có được không? Mrs. Strickland là một doctor, là một bác sĩ. Ok. Nhưng mà tôi có một cái xe mới. Vì hai cái mệnh đề này đó, nó không có liên can gì với nhau hết đó. Ok. Nó không liên can gì với nhau hết. Thành ra mình không có nói được như vậy. Ok. Thì câu này là wrong. Vì hai câu này nó không có relate to each other. Nó không có liên can với nhau. Ok. So this is the wrong one. Khi các bạn nói, make sure hai cái câu nó phải, hai cái mệnh đề nó phải tương đương với nhau, nó phải liên quan với nhau. Vậy câu này ví dụ như KL sẽ sửa như thế nào? Mrs. Strickland, sửa lại cho nó đúng ha. Strickland is a doctor. Doctor, right? Comma. Ok, of course mình phải dùng cái comma trước cái coordinator, right? Comma, and then cái bắt đầu mình sử dụng cái chữ but. Remember, but có nghĩa là trái ngược lại. Ok, or là một cái gì đó tương phản lại. Ok, but she is soon retiring. Ok. Ok. So hai câu này nếu mà Kel muốn viết nó cho nó đúng hơn thì sẽ viết Mrs. Strickland is a doctor, but she is soon retiring. Bà Strickland là một bác sĩ, nhưng mà bà ta sẽ về hưu sớm. Thì hai câu này, ok, nó relate to những gì mình nói, thì mình mới dùng được, ok. Đây, mình sẽ dùng dấu phẩy, ok. Đấy. Và cái coordinator, các bạn hiểu không? Cho Kel biết tín hiệu, các bạn hiểu ha. Ok, give me signal. Signal by thumb up, by sending thumb up or heart symbol. No. Okay. Okay.
sao các bạn hiểu thì cho Kheo biết cái tín hiệu bằng cái tay chỉ là cái bằng cái tay với lại cái heart, ok, để Kheo biết các bạn theo dõi đấy. Alright, ready for the next one. Bây giờ mình sẽ học how to write a compound sentence using coordinated conjunction. Ok, bây giờ mình học cách viết một cái câu ghép ha. Phải không Yến? Câu phải này phải là câu ghép không? Hai câu mà mình ghép lại với nhau thành một câu mình gọi là câu ghép phải không? Theo không biết dịch tiếng Việt là gì? Dùng cái coordinated conjunction, dùng những cái từ đó. Ok, bây giờ step 1 nè. Step 1. Write one complete thought. Ok. Viết một cái câu mà nó câu ghép, đúng rồi, thank you. Viết một câu hoàn chỉnh, write one complete thought, a complete sentence, right? This one we can say complete sentence. Right? Complete thought or complete sentence. Put a comma after it. Đặt một cái dấu phẩy sau nó. Okay? For example, if Kheo viết ví dụ nãy ha, hồi nãy Mrs. Strickland is a doctor. Đây là một cái complete thought, right? Bỏ cái dấu phẩy liền. Ok, bỏ cái dấu phẩy vô sau nó liền. Đó là cái bước đầu tiên. Ok. Sorry, Kheo move around, các bạn hợp với lời đông nhức đầu ha. Ok, so KL viết một câu, step 1 nó nói là write a complete thought or sentence, put a comma after it. So KL viết một cái sentence, complete sentence rồi nè. Ok, KL bỏ cái dấu phẩy liền, đó là cách thứ nhất. Ok, mình theo từng cách gì đó, từng bước. Bước thứ hai là select the correct conjunction. Bây giờ mình select, mình chọn cái từ nói cho phù hợp. Phải không? Ví dụ nãy mình chọn là but. Đấy. Đó. Bước thứ hai. Mình chọn cái từ conjunction. Write another. Bước thứ ba. Write another complete thought. Mình viết một cái câu khác. Right. Or sentence. Ok. Viết một cái mệnh đề khác. Một cái câu khác. Hoàn chỉnh. Ok. Make sure your two complete thoughts are about the same thing. Nhưng mà phải bảo đảm là hai cái câu mà các bạn viết nó phải nói về một cái điều giống nhau, okay? Không có tương phản nhau. But she is soon retiring. Okay. So Kheo có dấu một cái mệnh đề trước. Write one complete thought. I have it right here. Right. One complete thought. Right. Ok, dấu phẩy, bỏ dấu phẩy sau nó. And bước thứ hai là chọn cái conjunction phù hợp như cái câu mình muốn nói. Kheo có nó. Ok, Kheo chọn màu cho các bạn thấy rõ. Ok, và bước thứ ba là viết một câu hoàn chỉnh khác. Đấy. Viết một câu hoàn chỉnh khác. Màu xanh có rõ không? Ok, so đó là ba bước để mình viết một cái compound sentence. Hiểu không? Mrs. Strickland is a doctor, but she is soon retiring. Ok. Vậy thì cái công thức của mình nó sẽ là gì? Nó sẽ là main clause. Right? Main clause là một cái câu hoàn chỉnh cộng plus với là dấu phẩy comma. Đấy. After comma mình dùng cái coordinating conjunction, mình dùng cái từ nói, và sau từ nói thì mình viết một cái mệnh đề chính khác. Ok, bây giờ practice nè, các bạn làm việc đây. Tôi đi ra cửa tiệm để mua trứng, sữa và bánh mì. Đó. Câu này viết làm sao?
Về KL viết đi nha, viết các bạn làm việc với KL nha, tại thời gian ha, tại mình bị sự cố lúc đầu. Ok, so toy, chủ từ là toy. KL chọn màu khác đi. Chọn màu xanh đi ha, màu đỏ nó chói quá. Các bạn ok không? Toy là ai? Ok. Đi ra cửa tiệm. Ok. Thì mình có từ dựng nè, store là cái cửa tiệm nè. Đấy. Mình có trứng là egg nè. Đấy. Mình có milk là sữa nè. Đấy. Và mình có bánh mì là bread. Ok, đó là những cái từ vựng mình cần biết. Ok. Từ vựng mình cần biết. Các bạn thấy không? Ở đây bây giờ mình đặt câu nha. Chủ từ là ai? Đấy. Ok, bỏ cái màu xanh cho nó cùng đi. Ai? Ok. Go to the store. Đấy, mình nói là đi ra cửa tiệm là mình dùng động từ to go. Nhưng mà vì mình chia quá khứ, mình dùng went. Vì mình kể lại cho người ta. I went to the... Đi đâu? Đi tới cửa tiệm. I went to the store. Đấy. Để làm gì? Sau đó mình dùng to. Mua là buy. Đấy. To buy. Bây giờ mình list ra. Trứng, eggs. Mua nhiều quả trứng thì mình thêm S vô. Milk. Milk là danh từ không đếm được. Mình không có số nhiều. Okay. Milk. And bread. Câu này á, mình dùng chữ and mình nói. Đấy. Nhưng mà vì á, cái này nó không phải là một cái mệnh đề phía sau. Nó gọi là series of noun. Series of noun. Okay. What that mean? Series of noun thì mình dùng sao? Ví dụ như các bạn nói cái gì trong câu mà có ba cái danh từ đi với nhau, thì trước mỗi danh từ, sau mỗi danh từ, ví dụ eggs, mình bỏ dấu phẩy. Milk, mình bỏ dấu phẩy. Cái cuối, mình thi chữ and. Okay. And. Rồi cái danh từ cuối cùng là bread. Đó là cái cách mình viết. Nếu các bạn liệt ra, các bạn list ra ba cái danh từ. Đó. Trong một cái series là một cái cụm, một cái chuỗi đó, thì mình dùng cái chữ and cuối cùng. Đấy, mình dùng cái chữ and cuối cùng. Đây là cách viết đúng ha, mình dùng chữ and cuối cùng. Hắn đan, cảm ơn. Ok. Mình dùng chữ and cuối cùng. Để câu đó các bạn hiểu không? I went to the store to buy eggs, milk and bread. Đấy. Bây giờ câu này nè, câu này mới trong bài của mình nè. Tôi không thích dọn dẹp, nhưng tôi phải dọn phòng của tôi. Ok. Bây giờ mình dịch câu đó làm sao? Tôi không thích dọn dẹp. Ok. Ok, sau chủ từ là tôi, động từ là không thích. Ok. Không thích dọn dẹp. Đấy. Bây giờ I là chủ từ. Không thích là don't like, right? I don't like, tôi không thích. Sau động từ like á, mình dùng động từ thêm ing, cleaning là dọn dẹp. Right? I don't like cleaning, tôi không thích dọn dẹp. Rồi. Bây giờ muốn nói cái mệnh đề sau thì trước đó mình phải bỏ dấu phẩy trước mệnh đề chính. Đấy, I don't like mệnh đề đầu tiên. I don't like cleaning. Phải comma. Cái conjunction đây là chữ nhân, right? Chữ nhân. Nhân. Nhân có nghĩa là but, right? But. Right? Sau đó thì mình dùng một cái câu hoàn chỉnh khác. Tôi phải dọn phòng. Ok, I là tôi phải dọn phòng. Have to, các bạn có thể dùng must hoặc là have to. Đấy. Dọn phòng phải đó, cái chữ đó là phải. Must, have to là phải. Đấy. Must hoặc have to. Dọn phòng. Clean là động từ clean. Dọn phòng của ai? Của tôi. My room. Ok. So câu này mình có một complete thought here. Đấy. Và một cái comma
and a conjunction. Đấy. Rồi sau đó là một cái complete thought nữa. Các bạn thấy không? Đó. I don't like cleaning, but I must or I have to clean my room. Okay. Ready for the next one. Các bạn có hiểu không? Kèo có nhanh quá không? Nhanh cho Kèo biết nha. Tôi không thể quyết định rằng nếu tôi muốn một cái mũ màu xanh hay một quyển tập. Ok, dài không? Cái này là chỉ có một câu thôi đó, thấy không? Thì mai mốt mình sẽ viết một cái bài văn thì mình phải viết những cái câu như vậy. Chứ mình không có viết những cái câu mà chủ từ động từ túc từ, chủ từ động từ túc từ, phải không? Mình phải học, mình viết cho nó fancy một chút, cho nó hay một chút. Tôi không thể quyết định rằng, bây giờ mệnh đề thứ nhất đâu, cái complete thought thứ nhất, tôi không thể quyết định rằng, ok, là một cái nè, đấy, đó là một cái, nếu, ok, so mình có chữ nếu này là một conjunction, đấy, bỏ lên, nếu, là một từ nói. Tôi muốn mua một cái mũ màu xanh hay một quyển tập. Ok, đây là một cái mệnh đề thứ hai, right? Một cái complete thought thứ hai. Ok, nhưng mà mình có một cái conjunction nữa here là or. Right? Hay. Hay là sự chọn lựa đó. Ok. Bây giờ trước khi làm mình phân tích cái câu như vậy. Bây giờ thì nhào vô dịch thôi. Tôi không thể quyết định ai. Đấy, tôi là ai. Bỏ màu xanh đi cho các bạn thấy rõ. Cái đây cái ốc tạc cái này. Ok, ai. Không thể quyết định. Không thể là gì? Có thể là can, không thể là can't. Right. I can't. Động từ quyết định. Ok, trong đây mình có những cái từ dựng là gì? Quyết định là decide, mình biết rồi, phải không? Decide mình biết rồi. Cái này Kheo thích làm cái này á, để Kheo cho các bạn từ dựng luôn á, mình đánh lên để các bạn thấy. Hopefully là mọi thứ ok theo cái cách này thì mình mới học cách này ha. Mình có decide là quyết định. Đấy. Cái mũ màu xanh, cái mũ là hat, right? Hat là cái mũ. Hey, hat là cái mũ. Quyển tập là notebook. Đó. Đó, thì mình có những cái ba cái từ vựng này thôi. Đấy, mình có ba cái từ vựng đó thôi. Nếu mình biết rồi, great, mình chỉ đặt câu thôi. Đấy. Mình chỉ dịch thôi. Cái mũ lên chút nha. Ok. I can't decide. Đấy, quyết định rằng I can't decide if, nếu, if ai, why, sao nó không cho màu xanh vậy, cho màu xanh coi, ok, if I want. Okay, if I want, right, to, I want a, nó không, đây nó không có động từ nữa, chỉ có động từ to, want thôi, right, I want a, một cái mũ màu xanh, okay, cái mũ á, là hat, right, màu xanh là nói về màu sắc tính từ, thì mình để trước cái danh từ, a blue, blue hat, right. Đó chưa? I can't decide if I want a blue hat or a notebook. Good job, Yến. Or, phải không? A notebook. Đúng rồi đó. Các bạn có đánh, các bạn có làm kịp thì các bạn cứ đánh lên cho Kèo. Ok. So, cái này mình có hai cái conjunction này mình nổi vô. Đó, thì cái câu của mình là xong, là một câu. Hiểu không? I can't decide if I want a blue hat or a notebook. Ok. Cho Kèo biết tín hiệu các bạn hiểu nha. Again.
Bây giờ mình move next, để move it up a little bit đi. I like, Kel thích cái cách này để Kel vừa làm với các bạn luôn. Thì mai mốt mình viết á, mai mốt mình viết paragraph, mình viết bài essay đó, là Kel phải làm với các bạn. Chứ còn cái kia thì Kel không có tự làm, không làm được. Bây giờ mình đi nhanh cái này nha. Fanboys, again, fanboy, F is for, A, N, N is nor, B is but, O is or, Y is yet, and S is so. Đó là những cái từ mình dùng để nói. Ok. Bây giờ for, bây giờ mình dùng for trước. For. For nó có nghĩa là because, right? Because. Mình trả lời cho chữ because. Right. Từ khi nào mình dùng cái này? Khi nào mình dùng cái này? Nó used to connect a solution. Right? Solution. Solution with a problem. Okay. Nó dùng để kết nối cái solution là cái giải pháp cho một cái vấn đề. Ví dụ khi ông nói I order a sandwich. Tôi mua một cái sandwich. Cái vấn đề, cái solution á, solution là cái giải pháp của mình là gì? Là mình mua cái sandwich. Bây giờ cái problem của mình là gì? Phải for, what's wrong with sandwich? Oh, with the D. For, đấy, mình dùng cái chữ for. I was hungry. Wait, sorry for my typing. I was hungry. Okay, các bạn hiểu chưa? Chữ for này mình dùng, mình trả lời là chữ because. Tôi mua một cái sandwich bởi vì, for, bởi vì tôi đói bụng. Okay. Bởi vì tôi đói bụng. Wait. Ok, vậy các bạn hiểu khi nào mình dùng từ for chưa? What's wrong with Mr. Lee today? Ok, hiểu không? I order a sandwich. Cái solution, cái giải pháp là mình đi mua cái sandwich. Cái problem là sao? Bởi vì mình đói bụng. Ok, sao mình dùng chữ for. Ok, okay, move on nha. Bây giờ từ mình đăng cái từ F rồi nè. Trong fanboy mình đăng từ F. Bây giờ mình tới từ A là and, right? And nó là có nghĩa là showing, right? Showing additional information. Ok, nó showing additional information. Nó cho thêm một cái thông tin. And nó cho thêm một cái thông tin. Bây giờ nó dùng như thế nào? Khi nào mình dùng and? Connecting things. Right, connecting things. So nó used to connect things that are alike, right? Or join together. Together. Nó dùng để nói những cái vật sự việc với nhau, mà những sự việc này nó tương đương với nhau, tương ứng với nhau. Ok, ví dụ cái eo nói làm sao? Bây giờ cái eo nói I learn English and math, right? Ok, dùng để nói, ok, tương đương với nhau. Một môn học, mình nói môn học, ok. Rồi, một hơi mình sẽ practice more, ok các bạn. Rồi, next. Ok, next là từ gì? Sao từ fan, F-A. F-A xong rồi tới từ gì? Fanboy, F-A-N, right? N thì mình có từ nor, right? Nor. Nor nó có nghĩa là not either,
Không, cũng không. Thì cái này nó lâu rồi, cái này người ta xài lâu rồi, bây giờ người ta ít xài nó. Cái này là giống như tiếng Anh cổ vậy đó ha. Bây giờ mình không có xài nó nhiều. Ví dụ KL nói I don't, thường là nó nói negative, đấy. Thường là nó diễn tả một cái sự phủ định. Used to offer a negative choice. Nó dùng để để nói lên một cái sự chọn lựa mà nó không có sự lựa, là nó phủ định á, cái nhìn nó không, what negative mean là phủ định, đấy, phủ định. Bây giờ bỏ một câu đi, cái em không biết dịch tiếng Việt nè. I don't want coffee nor tea. I don't want coffee nor tea. Tôi không muốn cà phê hay là trà. Okay. Tôi cũng không muốn cà phê, mà tôi cũng không muốn uống trà. Mình dùng để mình nói phủ định, right? Tôi cũng không muốn uống cà phê, mà tôi cũng không muốn trà. Okay. Where is that next? So fanboy again, fanboy, fanboy. Bây giờ mình có chữ F rồi, mình có chữ A rồi, mình có chữ N rồi. Bây giờ mình đi tới chữ B, right? B là but, right? But nó show contrast, right? Nó show cái sự tương phản, right? Show sự tương phản. Thì nó ngược lại với cái kia thì nó là used to connect. Nó ngược với chữ N, connect things that are different. Right, they are different. Ví dụ như thế nào đây? Right. Nó dùng để connect hai cái mệnh đề mà có nghĩa khác nhau, hoặc là cụm từ có nghĩa khác nhau. Ví dụ khi em nói I learn English but not math. Tôi học tiếng Anh chứ không phải học toán. Okay. Sự tương phản, right, về cái môn học. Alright, so next mình có be already, bây giờ or. Okay. Bây giờ mình dùng or. Okay. Nó là sự chọn lựa hay là nó có nghĩa là hay là. Okay. Used to offer a choice. Okay. Ví dụ, do you want tea or coffee? You want tea or coffee, right? Bạn muốn uống cà phê hay uống trà hay uống cà phê? Right. Mình dùng cái này. Nó là những cái conjunction, right? Okay, so we have already. What next? Why and as. Why là yet, right? Why là yet. So we go with yet. Yes is a coordinator. Nó là một cái từ nói, hoặc là mình gọi là coordinating conjunction. Nó cũng show một cái contrast, right? Contrast là một cái sự tương phản. Tương phản. Okay. Used to connect ideas. Những ý kiến, used to connect idea. Nó dùng để connect là liên kết những cái ý kiến that go against each other. Again, each other. Nó dùng để nói những cái ý kiến mà
trái chiều với nhau, trái ngược với nhau, ví dụ như thế nào? I am poor. Dạ, tuy nhiên, chữ giá đó mình dịch là tuy nhiên, I want a nice car chẳng hạn. Đấy. Tôi nghèo nhưng mà tôi muốn một cái xe mới sẽ đẹp. Okay. Nó tương phản với nhau. Okay. Hai cái ý này là tương phản với nhau. Tuy nhiên, chữ Z này mình dịch là tuy nhiên. Okay. I am poor, yet I want a nice car. Car, not care. Okay. Bạn hiểu không? Ok, so bây giờ mình còn chữ gì nữa trong cái fanboy? Mình có chữ Z rồi ngay chỗ này, right? Bây giờ mình có chữ S for soul. Okay. Soul. Soul. Soul này nó có nghĩa là gì? Soul nghĩa là vì vậy, right? As a result of. Nó có nghĩa là vì vậy. Vì thế, vì vậy, vì thế ha. Các bạn thấy không? Vì vậy, vì thế. Đấy. Nó nghĩa là vì vậy hay là vì thế. Used to connect. Bây giờ ngược lại là nó connect cái gì? Nó connect cái problem, cái vấn đề. Đấy. With a solution. Ok, nó ngược lại với chữ hồi nãy. Đấy. Hồi nãy là mình có chữ gì? Mà nó connect cái solution. Là chữ for đó. Ha? For thì nó connect, for thì nó kết nối cái giải pháp với cái vấn đề. Còn cái show này nó kết nối cái vấn đề với cái giải pháp. Ok, ví dụ. I want some coffee. Tôi muốn một ít cà phê. So, vì thế, I make some. Vì thế tôi pha một ít, right? Vì thế tôi pha một ít. Vậy cái problem là cái gì trong đây? Cái problem là mình muốn cà phê. Cái problem của mình là mình muốn cà phê. Mình muốn uống cà phê. Đấy. Cái problem của mình là mình muốn uống cà phê. Bây giờ cái solution này. Solution là cái gì? Cái giải pháp của mình là cái gì? Giải pháp của mình là gì? Giải pháp của mình là mình make some. Đấy. Mình make some là cái giải pháp. Giải pháp của mình là mình make some. So có nghĩa là vì thế tôi muốn uống cà phê, tôi muốn một ít cà phê, vì thế tôi đi làm một ít cà phê. Ok, đi pha một ít cà phê. Đấy, các bạn hiểu không? Alright, so let's move on. Mọi người còn đó không dạ? Ok, so the quiz. Bây giờ các bạn làm nhé. Cho KL câu trả lời. Number one. Would you rather have fish sauce something soy sauce on your rice? Câu trả lời là for, nor, or, or so. Mình dùng cái conjunction nào mình nói. Bạn thích. Would you rather? Bạn thích fish sauce là nước mắm. Cái gì đó. Soy sauce là nước tương ở trong cái cơm của mình hơn. Cái nào bạn thích hơn? You would rather have fish sauce, soy sauce on your rice, for no or so. Remember, mình phải chọn cái từ nó đúng ha, cho nó đúng nghĩa, chứ mình không phải chọn or. Ok, so viễn là or. Ok, so Kel bỏ chữ or đây, đọc coi nó ra không nha. Ok, so would you rather have fish sauce or soy sauce on your rice? Đúng rồi, vậy là câu này là đúng nè. Nhé. Ok, good job. Viễn. Next. His two favorite. Good job, Yến. His two favorite sports are football, something, tennis. Bây giờ mình chọn chữ nào? Mình chọn chữ or. Mình chọn chữ and. Mình chọn chữ nor. Or mình chọn chữ for.
His two favorite sports are football. Viễn chọn and, Yến chọn and để bỏ vô coi nó đọc nó có suôn sẻ không. And. Okay, so his two favorite sports are football and tennis. Okay, đúng rồi. Rồi mình chọn này. Okay. Ok, Kel Happy là cái màn hình nó không có giật giật nữa. Thành các bạn thấy nếu mà nó không giật giật như vậy đó mà mình học được thì mai mốt Kel sẽ dùng cách này để hướng dẫn các bạn. Ok, như vậy Kel vừa làm việc với các bạn luôn. I wanted to go to the beach, comma something Leslie refused. Refuse có nghĩa là, chữ refuse này á, nó có nghĩa là từ chối. Refuse, động từ refuse. Refuse có nghĩa là verb, right? Okay. Okay, bỏ cái nghĩa cho các bạn luôn, các bạn nào không biết á ha. Wait, hold on, what's wrong? Don't do that. Refuse này nó có nghĩa là verb, right? Nó là động từ, okay? Thì mình sẽ học ba cái cách của nó là refuse, phải không? Ngồi số nhiều hoặc là ngồi thứ nhất, ngồi thứ ba số ít là refuses ở thì hiện tại đấy. Mình thêm s và quá khứ là refused, thêm ed đấy. Và children của nó là refusing. Okay, nó có nghĩa là từ chối. Các em không có tiếng Việt ở trên đây cho nên đánh đó. Ok, nghĩa là từ chối. Ok, so cái này là chỉ giải thích thêm cho các bạn ha. Các bạn nào chưa biết thì đây là cái dùng cái này để giải thích thêm cho các bạn. Đây, đó là từ dựng cho cái này. Vậy là mình dùng chữ nào? But, ok. But phải không? Để bỏ but vô coi. Yến dùng chữ but. I wanted to go to the beach, but Leslie refused. Đúng rồi, hai cái tương phản, right? So mình dùng but. Okay. Next. I am allergic to cats. Something, I have three of them. So đây từ vựng của mình là gì? Allergic là to be allergic. Đây là một cụm từ nó ha. To be allergic. Allergic là tính từ. To be allergic là bị dị ứng ha. Bị dị ứng. Cái không có dấu tiếng Việt nên đánh vậy cho các bạn nha. Dị ứng. Cái phần trước kêu bỏ tiếng Việt được vậy, kêu phải chép từ cái website dịch tiếng Việt á, đánh tiếng Việt. Kêu không có cái phần mềm tiếng Việt trên máy nên kêu không có đánh được tiếng Việt. To be allergic là có nghĩa là dị ứng. Allergic, hold on. To be allergic to. Dị ứng cái gì đó thì mình nói là to be allergic to. Dị ứng với mèo. I am allergic to cats. Dị ứng với chó. I am allergic to dogs. Dị ứng với bụi. I am allergic to dust. Something like that, okay? Tôi dị ứng với mèo gì đó. Tôi có ba con. Three of them. Vậy chọn cái gì? Four. Ok. Four. Yến là four. Kiều Viễn là four. Hay but. Đâu có but đây. Oh. Kiều Viễn chưa. Ok. So four. Four nó có nghĩa là because. Right. Four nó có nghĩa là because. Phải không Yến? So nếu mà dịch nè. Tôi dị ứng với mèo bởi vì tôi có ba con. Tôi dị ứng với mèo bởi vì tôi có ba con. Ok. But trong đây đâu có but. Viễn. Or, for, yet, or so. Bây giờ chọn cái từ nào trong bốn cái từ này cho nó phù hợp. Ok. Bây giờ for, Yến thì chọn for. Ok. Tôi diễn với mèo bởi vì tôi có ba con. Nếu mà tôi diễn với mèo bởi vì tôi có ba con. Ok. Cũng thấy cũng ok ha. Cũng ok. Hoặc mình có thể dùng yet. Okay, yet in here. Let's see if it's yet. Tôi dị ứng với mèo. Tôi dị ứng với những con mèo. Tuy nhiên, tôi có ba con.
thì nó có thể nó nghe nó rõ hơn. Mặc dù á, mặc dù là tôi dị ứng với mèo nhưng mà tôi có ba con. Chữ Z này nó có nghĩa là tuy nhiên, cái or however. Tuy nhiên tôi có ba con. Cái tùy mình dịch á, thì cái em nghĩ trong đây mình chữ Z thì nó make more sense. Đấy. I am vegetarian. I don't eat any meat. Vegetarian is a person who don't eat meat. Vegetarian là cái người không ăn thịt. Như là mình nói cái người đó người gì? Người không ăn thịt là người ăn chay đó, gọi là vegetarian. Okay. Người ăn chay. Vậy thì mình chọn cái từ nào đây? Mình chọn từ nào? So, yet, nor, or but. Oh, wait. Undone các bạn, sorry các bạn. Phải mua cái mouse nó dài. Ok. Sao mình chọn từ nào? I am vegetarian. Something I don't eat any meat. So vegetarian is a person don't eat meat. So that is vocabulary. Là người ăn chay. So. Ok. Viễn chọn chữ so. So. Ok. Để đọc nha. I am a vegetarian. So I don't eat any meat. Đúng rồi. Tôi là người ăn chay cho nên tôi không có ăn thịt. So có nghĩa là vì thế ha. So này có nghĩa là vì thế. Ok. Mình chọn cái chữ này. So. Next. Ok, mình bù lên cái okay. Thomas will be late for work. Đấy. Ở trong này mình có cái ngữ to be late. Late for là bị trễ ha. Bị trễ không phải bị trẻ nha. À, cái không có tiếng Việt cho nên sorry. Bị trễ, to be late for work. Ví dụ như mình nói là I am late for I always capital, right? I am late for school. Tôi bị trễ học, tôi bị trễ đến trường. I am late for work. I am late for appointment, chẳng hạn. I am late for appointment. Thì các bạn sẽ áp dụng nó vô. To be late for, tức là trễ. Mình sẽ đặt câu đó như vậy. Thomas will be late for work, comma something he has dental appointment. Anh ấy có một cái dental là thuộc về răng, ok, belonging, dental, mình có dental là về răng, ok, mình có dentist là nha sĩ, ok, dentist là nha sĩ, dental này là adjective, this is adjective, okay. Dentist này là a noun, ok. So dental appointment có nghĩa là một bữa hẹn làm răng. Okay, dental appointment, bữa hẹn làm răng. Bây giờ mình chọn chữ gì? But or for or nor. But or for or nor. Cái này, những cái nốt này kêu thêm vô thôi để cho các bạn hiểu bài rõ hơn thôi nha. Ok, so Viễn chọn but. Yến chọn but, Viễn chọn for. So Thomas will be late for work. For he has dental appointment. Còn Yến là Thomas will be late for work, but he has a dental appointment. Thì cái nào đúng nè? Bây giờ chọn chữ for vô, chữ but thử đi ha. But vô đi. Thomas trễ làm, nhưng mà chữ but thì mình có nghĩa dịch là nhưng mà anh ấy có một cái bữa hẹn làm răng. Ok, đó là but. Bây giờ mình bỏ chữ for. Phải không? Viễn là for. Thomas bị trễ làm for work, late for work. For he has a dental appointment. Bởi vì. For có nghĩa là bởi vì. So for is the correct answer. Bởi vì anh ấy có bữa hẹn làm răng cho nên anh ấy trễ. Ok.
Yến 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 rõ không? Ok. Ok, next. Jennifer does not like to swim. Something does she enjoy cycling? Jennifer không thích. Ok, so let me write a note here. Hey, sorry các bạn ha, sorry for the interrupting. I am not sure. Kia cũng không biết tại sao sau này nó hay bị cái đó quá vậy. I am not sure why Facebook interrupted my stream. It may be the time limit. Đấy, Kéo cũng không có rõ. But thank you for drawing back with me. Khi nào mà nó bị như vậy thì các bạn cứ sign in nha. Mấy ba tuần nay thì Kéo bị cái đó, Kéo cũng không biết như thế nào, có thể là nó nhiều quá, nó on off. Jennifer does not like swim. Does she enjoy cycling? So which one is the correct answer? Which one? And or but or not? Oh, wait. And but or nor. This is nor, not, right? Nor. Okay. So các bạn chọn câu nào? Okay, bỏ xuống đây đi. Ok, câu này, sorry các bạn ha, tự nhiên nó bị interrupted đó. Ba tuần nay nó bị rồi. Anyway. So, có ai đó còn đó thì cho kèo câu trả lời and or but or not. Jennifer không thích bơi, but does she enjoy cycling? Nhưng mà, does she enjoy cycling? Ok, so Viễn là but. Ok. Oh, I mean Yến là but. But, okay. Actually trong câu này đó mình sẽ dùng cái cấu trúc là phủ định nè, các bạn thấy phủ định không? Does not like. Đấy, là phủ định. Đấy. Remember phủ định thì mình dùng chữ gì? Negative choice là dùng chữ no. Đấy. Negative choice dùng chữ no. Okay, so mình dùng chữ no. Hiểu không Yến? Ok, no. Thường cái no này á, mình dùng á, sẽ là gì? Như công thức của cái no nè. Là no, xong rồi cộng auxiliary verb. Vậy, auxiliary verb. Cộng với subject. Nó đảo ngược lại giống như một cái câu hỏi vậy đó. And then cộng verb. Right, so cái công thức của no nó là như vậy. Ok, so cái highlight in here. So mình có no nè, the auxiliary verb does nè, mình có chủ từ là she nè, mình có verb là enjoy. Okay. Cycling là đi xe, đạp xe. Okay. Okay, so we move next. Jace wanted to eat another piece of cake. Đấy. He was on diet. Bây giờ trong này á, mình đã học to be on a diet, right? To be on a diet là ăn kiêng. Đấy. Nghĩa là ăn kiêng. Ok, nghĩa là ăn kiêng. So mình dùng chữ gì? For, but, yet, or so. Jay's muốn ăn thêm another piece of cake, một miếng bánh nữa. Something he đang ăn kiêng. Vì dùng for, but, yet, or so. Which one?
For but yet also. But. Okay, Yến but. Okay. Chase không muốn ăn nhưng mà nãy vẫn kiêng. Okay, thì có hợp lý không? Jay muốn ăn thêm một miếng bánh nữa nhưng mà anh ấy đang kiêng. Thì cái câu nó có rõ không? Nó chưa rõ lắm phải không? Câu này actually á là mình sẽ dùng chữ yet. Mình dùng chữ yet. Jay wanted to eat another piece of cake, yet he was on diet. Mặc dù anh ấy đang diet, đang ăn kiêng. Hai cái ý này nó ngược nhau. Cái yet này nó show ra một cái sự ngược đó, contrast đấy. But cũng contrast nhưng mà nó không có rõ bằng cái chữ yet này. Jace wanted to eat another piece of cake, yet he was on diet. Tuy nhiên mặc dù anh ấy đang ăn kiêng mà anh ấy vẫn còn muốn ăn. Okay. So let's move on to the next homework. Your homework today is the fanboys. Write one sentence using each of the conjunctions. So I will highlight this one. Các bạn sẽ viết một câu sử dụng một trong những cái tất cả những conjunctions. So một câu thôi, ví dụ chữ for các bạn đặt một câu, chữ and dùng nó các bạn đặt một câu, chữ nor đặt một câu, chữ but các bạn đặt một câu, chữ or một câu, ok, chữ yet mình đặt một câu và chữ so đặt một câu. So you have 7 sentences for your homework, which means để không bị ngán, mean every day you can just make one sentence. Right. Within a week or by the end of the week. By the end of the week. Right. By the end of the week, you are able to complete or to finish your homework. Right. Mỗi ngày mình chỉ làm một câu thôi. Đấy, thì cuối tuần đó, by the end of the week, các bạn có thể sẽ xong. Đấy. Okay. So today we are learning about coordinator dating conjunction, which are fan, right? For and fanboys, right? Fanboys, right? Also, we learn how to connect the two sentences, right? Is a compound sentence, right? Các bạn học hôm nay thì mình học coordinating conjunctions, right? Hôm nay là mình học cái này. Right. What's wrong with that? Yeah, give me a second. Come on. Okay, so let's see. Hôm nay mình học coordinating conjunction. Also, we learn how to connect two sentences as a compound sentence. Okay. Okay, hôm nay mình học hai cái đó. Okay, so your homework will be make a sentence with that. All right. Okay, again, I will let you go. Whoa. Thank you. I will let you go. And okay. If
something, if some, I will check the clip. We have two clip, right? Two clip. And I will combine them into one and send it back to you. To you through the link. Through the link, okay? Sorry for the interrupting. Okay. I spell wrong with this word all the time, huh? Okay. Okay, I hope you have a wonderful new week. Okay. All right, everyone, I will let you go from now, okay? And then don't forget, your homework can be turn in my email or through the messenger. Email again at gmail.com. Okay, so cool. So I will let you go. Thank you for joining. Bye.